Israel trả 80 thi thể về Gaza. Israel trả 80 thi thể về Gaza sau khi đưa họ ra khỏi các nhà xác ngồi mộ ở giải đất để kiểm tra liệu có con tin nào trong số này hay không. Cơ quan y tế ở giải Gaza ngày 26 tháng 12 cho biết Israel trước đó đã đưa các thi thể đến lãnh thổ của mình để kiểm tra. Sau đó họ bàn giao một số thi thể cho hội chữ thập đỏ. Bên đó vai trò trung gian trao trả cho chính quyền Hamas thông qua cửa khẩu Kerem Shalom nằm ở giữa Israel và giải Gaza. Các thi thể được đưa đến ngôi mộ tập thể ở Nam Gaza bằng xe tải. Toàn bộ thi thể được xe ủi đưa xuống chôn trong ngôi mộ lớn tại nghĩa trang Tel Asuntan ở thành phố Rafa. Liên hợp quốc đã thông báo trước cho chúng tôi về việc các thi thể được trả về Gaza. Một số còn nguyên vẹn, một số đã bị phân hủy. Marwan Aham, giám đốc bệnh viện Mohammed ở thành phố Rafah cho hay. Những thi thể này chưa xác định được danh tính. Theo Aham, cơ quan y tế và tư pháp sẽ điều tra để xác định liệu có xảy ra tội ác chiến tranh hay không. Khoảng 250 con tin đã bị Hamas bắt tới giải Gaza sau cuộc đột kích vào miền Nam Israel ngày 7 tháng 10. Giới chức Israel ước tính khoảng 129 con tin vẫn ở Gaza, sau không phải tất cả họ đều còn sống. Theo cơ quan y tế ở Gaza, hơn 20.900 người đã thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Hàng nghìn thi thể được cho là vẫn bị vùi lấp dưới đống đổ nát và khoảng 55.000 người bị thương trong cuộc tấn công đáp trả của Israel ở giải Gaza. Chiến lính Israel bị thương khi cứu ông cụ ở nhà thờ. Nhóm binh sĩ Israel đang sơ tán một cụ ông trong nhà thờ thì bị Hark Bola tập kích bồi bằng tên lửa, khiến 9 người bị thương. Nhóm Hark Bola ngày 26 tháng 12 phóng tên lửa từ Liban nhằm vào vị trí của quân đội Israel ở miền Bắc nước này. Xong còn hạn đánh trúng nhà thờ chính thống giáo Hy Lạp Saint Mary gần đó khiến một cụ ông 80 tuổi bị thương nhẹ. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết, các binh sĩ Israel tới hiện trường để sơ tán người bị thương. Hezbollah phóng bồi thêm một tên lửa chống tăng dẫn đường vào vị trí này. Chín binh sĩ Israel bị thương trong vụ tập kích, trong đó có một người nguy kịch. IDF sau đó tấn công tòa nhà mà thành viên Hezbollah ẩn náu sau khi phóng tên lửa cùng một vị trí khác của Hezbollah ở Liban để đáp trả vụ tập kích. IDF cho biết Hezbollah cùng ngày phóng một tên lửa từ gần một thánh đường hồi giáo ở miền nam Liban và miền bắc Israel. Đây là bằng chứng nữa cho thấy Hezbollah lợi dụng thường dân và các địa điểm nhà thờ tự cho hoạt động tấn công của họ, phát ngôn viên IDF nói sau khi Israel mở chiến dịch nhắm vào giải Gaza để trả đũa vụ tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas. Nhóm Hezbollah nhiều lần tập kích vào các vị trí của IDF và khu dân cư miền Bắc Israel bằng tên lửa, rocket và máy bay không người lái UAV. Hezbollah tuyên bố hoạt động này nhằm hỗ trợ giải Gaza, đồng thời cảnh báo khả năng leo thang xung đột. Các cuộc giao tranh với Hezbollah tại biên giới phía Bắc Israel đã khiến chín binh sĩ và 4 thường dân nước này thiệt mạng. 126 thành viên Hezbollah, 16 tay súng thuộc quân dân gốc Palestine, một binh sĩ và ít nhất 17 thường dân Liban cũng đã thiệt mạng khi IDF tập kích đáp trả. Nhiều dân thường Israel phải sơ tán từ khu vực giáp biên giới với Liban bày tỏ phẫn nộ với chính phủ vì cho rằng họ đã bị bỏ rơi. Theo giới chức Israel, khoảng 200.000 người Israel tại 105 khu dân cư giáp biên giới với giải gaza và Liban đã di rời tới nơi khác sau vụ tấn công của Hamas hồi đầu tháng 10. Nhiều người Israel biểu tình kêu gọi giải tán chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu để thành lập nội các mới. Họ cho rằng chính phủ hiện tại không bảo vệ được dân cư ở miền Nam Israel trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10, cũng như không đảm bảo được an toàn cho họ ở khu vực miền Bắc. Israel có thể đã tấn công, trả đũa Iraq, Yemen và Iran. Ngay 6 tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Joab Galan ám chỉ rằng nước này đã tấn công trả đũa Iraq, Yemen và Iran, theo hãng tin Reuters. Ông Galan đưa ra phát ngôn này trong bối cảnh có nguy cơ cuộc xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas sẽ lan rộng ra khu vực. Chúng ta đang trong một cuộc chiến đa mặt trận và chúng ta đang bị tấn công từ 7 khu vực. Gaza, Liban, Syria, Judea và Samaria, bờ Tây, Iraq, Yemen và Iran. Chúng ta đã đáp trả và hành động nhắm vào 6 khu vực, ông Galan nói với các nhà lập pháp Israel. Kể từ khi cuộc xung đột Israel và Hamas bùng nổ, quân đội Israel tuyên bố trả đũa các cuộc tấn công từ Liban và Syria và thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào bờ Tây. Tuy nhiên, Israel chưa công bố những hành động như vậy ở Yemen, nơi lực lượng Houthi liên kết với Iran đã thực hiện các vụ phóng tên lửa và máy bay không người lái UAV tầm xa vào Israel cũng như tấn công tàu thuyền trên biển đỏ. Israel cũng chưa công bố hành động trả đũa nhằm vào Iraq, nơi lực lượng dân quân thân Iraq tuần trước cho biết đã bắn một UAV vào thành phố cảng Eliad, phía nam của Israel. Israel cũng chưa công bố bất cứ hoạt động nào nhằm vào Iran. Hiện tại, Yemen và Iran chưa bình luận về thông tin nói trên. Chủ tịch Cuba bình luận về chiến dịch của Israel ở giải Gaza. Theo kênh Al Jazeera ngày 27 tháng 12, ông Miguel Diaz Canel viết trong một bài đăng rằng Israel đã gây ra nạn diệt chủng và đặt câu hỏi Israel có thể hành động như vậy trong bao lâu mà không phải chịu hậu quả. Ông Miguel Diaz Canel cũng khẳng định Cuba nước sẽ không bao giờ nằm trong số những người thờ ơ sẽ mãi lên tiếng ủng hộ Palestine. Về phần mình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết lực lượng Israel sẽ không giảm cường độ chiến đấu. Ông cho biết quân đội đang tăng cường hoạt động ở miền nam Gaza và lực lượng không quân đã tấn công 100 mục tiêu trong 24 giờ qua. Trong khi đó, ngày 26 tháng 12, Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc Israel tiếp tục ném bom vào miền trung giải Gaza, đồng thời kêu gọi quân đội nước này thực hiện mọi biện pháp có thể nhằm bảo vệ dân thường. Tuyên bố của người phát ngôn văn phòng cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc, Shep Mangago nêu rõ. Chúng tôi quan ngại sâu sắc về việc lực lượng của Israel tiếp tục ném bom vào miền trung Gaza. Tất cả các cuộc tấn công phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của luật nhân đạo quốc tế. Quân đội Israel mở rộng các cuộc tấn công trên bộ tại Gaza, khiến hy vọng về bước đột phá trong các cuộc đàm phán nhằm thuyết phục Israel và phong trào Hồi giáo Hamas nhất trí một lệnh ngừng bắn mới ngày càng giảm sút. Trong thông báo ngày 26 tháng 12, cơ quan y tế giải Gaza do Hamas kiểm soát cho biết 20.915 người Palestine đã thiệt mạng và 54.918 người bị thương kể từ khi quân đội Israel mở chiến dịch tấn công vào vùng lãnh thổ của Palestine. Trong khi đó, theo thống kê của Israel, kể từ khi xảy ra xung đột, quân đội Israel đã mở ra nhiều đợt truy quét vào bờ Tây, bắt giữ 2.550 người, trong đó có 1.300 người được cho là có liên quan tới phong trào Hồi giáo Hamas tại Gaza. Thủ tướng Netanyahu nêu điều kiện cho hòa bình ở Gaza. Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhắc lại cam kết của Israel trong việc tiếp tục hoạt động quân sự ở Gaza cho đến khi Hamas bị đánh bại, toàn bộ vùng đất của người Palestine được phi quân sự hóa. Ông nhấn mạnh cần thiết lập một vùng đệm dọc Gaza, trong đó các quan chức an ninh Israel giám sát hàng hóa nhập cảnh tại Ai Cập để đảm bảo an toàn cho Israel. Trong bài viết trên tờ Wall Street Journal hôm 25 tháng 12, ông Netanyahu cho biết. Hamas phải bị tiêu diệt, Gaza phải được phi quân sự hóa. Đây là những điều kiện tiên quyết cho hòa bình giữa Israel và các nước láng giềng Palestine ở Gaza. Theo lãnh đạo Israel, chỉ có việc triệt tiêu toàn bộ khả năng quân sự của Hamas cũng như cơ cấu quyền lực chính trị của lực lượng này ở Gaza mới có thể đảm bảo rằng sự kiện bi thảm ngày 7 tháng 10 không lặp lại. Ông Netanyahu tiếp tục tuyên bố lực lượng phòng vệ Israel hành động hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế, cáo buộc các chiến binh Hamas sử dụng thường dân Palestine làm lá chắn sống. Ông cho rằng cộng đồng quốc tế nên đổ lỗi về thương vong của người Palestine cho Hamas. Thủ tướng Israel cũng bày tỏ hoài nghi về khả năng phi quân sự hóa ở giải Gaza của chính quyền Palestine, đồng thời nhấn mạnh trong tương lai gần, Israel sẽ phải duy trì trách nhiệm an ninh đối với vùng đất này. Xung đột Gaza bùng phát sau khi Hamas tấn công Israel ngày 7 tháng 10 khiến ít nhất 1.200 người thiệt mạng và khoảng 240 người bị bắt làm con tin. Chính phủ của Thủ tướng Netanyahu đáp trả bằng việc không kích hoạt động trên bộ ở Gaza khiến hơn 20.000 người Palestine thiệt mạng, trong đó có một số lượng đáng kể trẻ em và phụ nữ. Chiến thuật của Israel vấp phải sự chỉ trích từ Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân đạo quốc tế. Các đồng minh châu Âu và Mỹ của nước này gần đây cũng kêu gọi tăng cường nỗ lực để bảo vệ mạng sống cho dân thường. Đầu tháng này, người đứng đầu văn phòng chính trị Hamas, Ismail Haniyeh, tuyên bố lực lượng này sẵn sàng đàm phán với Israel miễn là Israel đồng ý thành lập một nhà nước Palestine độc lập với Jerusalem là thủ đô.